Kính chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Dân hỏi các cơ quan chức năng trả lời. Chủ đề của chúng tôi hôm nay đó là vấn đề tảo hôn và những hệ lụy xung quanh việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Trong trường quay hôm nay thì chúng tôi có mời đến ông Nguyễn Tâm Long, phụ trách phòng chính sách dân tộc của Ban dân tộc tỉnh. Trước tiên xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Thưa ông, có thể nói rằng tình trạng mà tảo hôn này rồi hôn nhân cận huyết thống thì vẫn diễn ra nhiều trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt là ở những cái vùng mà đồng bào dân tộc ít người. Vậy thì tình trạng đó hiện nay như thế nào? Qua khảo sát tại 7 huyện miền núi Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Con Cuông, Quỳ Châu, là Quế Phong, Tương Dương và Quỳ Hợp, thì từ năm 2014, giai đoạn 2014 cho đến 2018 ấy, thì cho thấy cái tỷ lệ tảo hôn so với các năm trước là giảm thì rất ít. Còn tỷ lệ hôn nhân cận huyết thống thì đã giảm theo từng năm, đặc biệt là trong năm 2017 cho đến 2018 thì 46 cặp mới giảm xuống còn 3 cặp. Thì cái việc này cũng cho thấy rằng là các cái hoạt động rồi các cái mô hình tuyên truyền rồi cái nhận thức của người dân và cả cái hiệu quả của cái hệ thống chính trị đã tham gia vào cái việc này đã dần dần đã cho thấy là có sự kết quả rõ rệt. Vâng, thưa ông, có thể nói rằng là cái nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thì chắc chắn từ lâu chúng ta đã biết nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng dân số. Chúng ta hình dung được là một bé gái 13, 14 tuổi sinh con thì chắc chắn ảnh hưởng đến cái thể chất của bé gái đó, cũng như là công tác học hành lao động và cả chất lượng của đứa bé sinh ra nữa. Vậy thì cái tình trạng mà tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn xảy ra thì theo ông đâu là nguyên nhân chính của cái tình trạng đó? Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên cái vùng đồng bào dân tộc của tỉnh An ấy thì bắt nguồn từ rất là nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là do cái ảnh hưởng nặng nề của các cái phong tục tập quán lạc hậu của đồng bào, nhất là vùng sâu vùng xa, cái vùng biên giới ấy, thì các gia đình ép con lấy vợ lấy chồng từ khi còn quá trẻ, tầm từ 13 cho đến 15 tuổi, là mục đích là để có lao động, để giúp đỡ gia đình thêm lao động, làm nương làm rẫy để lo cuộc sống hàng ngày. Thứ hai nữa là riêng đối với cái đồng bào người Mông ấy, thì họ cũng còn có một cái phong tục tập quán nữa là hai người cùng họ tộc thì không được lấy nhau, thế nhưng mà con cô thì có thể lấy con cậu, và cái quan điểm của họ là với cái hàm ý là con cháu anh em này dễ bảo bán nhau này, rồi tài sản của cải của con cái là khi được thừa hưởng là không để cho người ngoài được hưởng thụ. Thứ hai nữa là do vùng kinh tế quá khó khăn, thiếu việc làm, rồi là cái hoạt động kinh tế chủ yếu là nương là rẫy, thì đây cũng là một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến cái vấn đề là kết hôn sớm. Thứ ba nữa là tác động của cái mặt trái của cơ chế thị trường, ví dụ như là phim ảnh đồi trụy xâm nhập vào cái lứa tuổi vị thành niên, rồi là quan điểm sống của họ đã cởi mở hơn, đơn giản hơn, do đó cái tình trạng mà sống chung như vợ như chồng ấy, giữa nam và nữ đã xảy ra là khá là phổ biến. Một cái nguyên nhân nữa là cái công tác chỉ đạo phối hợp ngăn ngừa cái nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ấy là từ ở các cái cấp đảng ủy chính quyền địa phương, rồi thậm chí là ở các ban sở ngành đoàn thể chưa được chặt chẽ, chưa được phối hợp nhịp nhàng, chậm trễ trong cái vấn đề là cập nhật thông tin về tình hình tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Và theo thống kê sơ bộ thì trên địa bàn tỉnh An thì hàng năm vẫn diễn ra hàng trăm cái cặp mà tảo hôn. Vậy thì để mà giảm cái tình trạng đó thì theo ông chúng ta cần những cái giải pháp thế nào? Thì với cái nhiệm vụ được giao là cái cơ quan thường trực thực hiện cái đề án ấy, thì ban dân tộc xin đưa ra một cái số giải pháp cụ thể như thế này. Một là cần có sự tham gia của toàn thể xã hội, trong đó cái sự phối hợp tuyên truyền sâu rộng hơn nữa của chính quyền cao cấp, các đoàn thể, các tổ chức xã hội về luật hôn nhân và gia đình, về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt là cần tăng cường nâng cao nhận thức để chuyển đổi cái hành vi cho các cái thế hệ trẻ. Rồi cái giải pháp thứ hai là luôn luôn cập nhật kịp thời các cái thông tin để nắm chắc cái số lượng tổng thể về tình trạng các cặp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, để làm cái tiền đề cho những cái thời gian tiếp theo để thực hiện các cái hoạt động mà đã trong đề án đã đề ra.
Mà đặc biệt ấy là chúng tôi đã chú trọng đến cái vấn đề là khảo sát thật kỹ ở cái vùng đồng bào có người Mông, rồi là vùng đồng bào Khơ Mú, rồi vùng đồng bào người Đan Lai, tộc người Đan Lai sinh sống. Cái giải pháp thứ ba thì là một cái hoạt động thứ ba nữa là sẽ biên soạn rồi cung cấp cái tài liệu, thậm chí là cung cấp cái tài liệu song ngữ, rồi là các cái tài liệu tập huấn về kiến thức, rồi là kỹ năng truyền thông, rồi vận động, rồi là tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình ở cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rồi là đổi mới cái nội dung, đa dạng hóa các cái hình thức tuyên truyền, vận động thay đổi cái hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, rồi là tăng cường biên soạn, rồi là các cái hình thức như câu lạc bộ hóa sân khấu, rồi là chủ yếu là gắn với cái đối tượng là vị thành niên ở các cái trường học. Rồi là một cái giải pháp nữa là tổ chức các cái hội nghị tọa đàm, rồi là cuộc thi tìm hiểu về luật hôn nhân và gia đình, rồi là nói chuyện trực tiếp tại các cái trường học, rồi ở các cái mô hình điểm đã được chọn, nhằm thay đổi để các cái hình thức hoạt động và giúp đồng bào tiếp cận cái thông tin, rồi là huy động cái sự tham gia của cả một cộng đồng để ngăn chặn, để giảm thiểu cái tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Rồi cái giải pháp thứ tiếp theo đó là tăng cường cái công tác phối hợp với các sở, ban ngành và địa phương trong các cái hoạt động tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành cái pháp luật về hôn nhân và gia đình. Rồi là phải chỉ rõ được cái tác hại, cái hệ lụy của cái nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Một cái giải pháp nữa là lồng ghép các cái nội dung tuyên truyền liên quan đến vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong các cái chính sách dân tộc khác trên địa bàn. Cái giải pháp nữa là phát huy cái vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản, rồi Hội Liên hiệp Phụ nữ và các cái tổ chức chính trị xã hội, già làng trưởng bản, cái người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cùng nhau để tham gia cái công tác tuyên truyền và vận động đồng bào trong xóm bản xóa bỏ những cái phong tục lạc hậu, rồi là phòng chống cái vấn đề là tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đặc biệt là ở các cái gia đình mà cán bộ đảng viên nữ và cái chính quyền địa phương. Một cái giải pháp nữa là kịp thời, luôn luôn kịp thời để kiện toàn là cái ban chỉ đạo cấp tỉnh, ban chỉ đạo cấp xã, rồi là điều chỉnh cái quy chế hoạt động của ban chỉ đạo các cấp phù hợp với cái yêu cầu của từng giai đoạn, rồi là bổ sung phân công cái nhiệm vụ các cái hoạt động của từng ngành để gắn với cái chuyên môn của từng ngành, làm sao mà mỗi cái hoạt động chuyên môn của từng ngành là lồng ghép được cái chính sách ngăn chặn cái nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vào từng cái nhiệm vụ cụ thể của mỗi cơ quan ban ngành. Rồi là tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, rồi kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các cái trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến cái vấn đề hôn nhân và gia đình. Rồi một cái việc nữa là phải có tiến hành cái vấn đề sơ kết, rồi là tổng kết nhằm đánh giá để rút cái kinh nghiệm, những cái gì đã làm được, những cái gì đang còn tồn tại để báo cáo, để tham mưu với Ủy ban tỉnh nữa, quyết liệt chỉ đạo để thực hiện cho cái giai đoạn tiếp theo. Vâng, chương trình của chúng tôi cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Cảm ơn.